Tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây tổn hại thêm cho dân thường và bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong nỗ lực ngăn chặn sự việc ngày 7 tháng 10 tái diễn. Ngoại trưởng Antony Blinken và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng thảo luận về những nỗ lực đang được tiến hành để giải cứu số con tin còn lại cũng như đề nghị từ phía Mỹ về tăng mức độ hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza. Sau chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Antony Blinken tới thành phố Ramallah ở bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trước khi tiếp tục đến Ai Cập. Các nhà lãnh đạo Jordani, Ai Cập và Palestine sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thành phố cảng Aqaba của Jordani trong ngày 10 tháng 1. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra như một phần của những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và bảo đảm hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về tình hình tại vùng lãnh thổ này khi số người thiệt mạng vượt mốc 23.000 người và khoảng 2 triệu người phải di rời. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, quốc vương Jordani Abdullah II và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên về Gaza tại thành phố Aqaba bên bờ Biển Đỏ trong ngày 10 tháng 1. Hội nghị sẽ tập trung vào những diễn biến mới nhất ở giải Gaza và bờ Tây. Hội nghị diễn ra trùng thời điểm với chuyến công du con thoi tới Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong nỗ lực tập hợp các nhà lãnh đạo khu vực để thảo luận về tương lai của Gaza sau xung đột. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp gỡ giới chức khu vực ở Ramallah trong ngày 10 tháng 1 trước khi kết thúc chuyến công du tới Ai Cập vào ngày 11 tháng 1. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với lãnh đạo và các quan chức cấp cao thuộc nội các chiến tranh của Israel, gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Trước đó, Israel nhiều lần khẳng định chưa thể cho người Palestine quay trở lại phía bắc giải Gaza do còn nhiều khó khăn trên thực địa và chưa có tiến triển gì trong nỗ lực giải cứu con tin. Giới chức Israel cũng ra điều kiện chỉ cho phép dân thường Palestine trở lại nơi ở cũ của họ ở phía bắc giải Gaza nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại. Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy đơn vị không quân Hezbollah ở miền nam Liban trong một cuộc không kích hôm 9 tháng 1. Người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chỉ huy Ali Hussein Bari, hay còn được gọi là Abu Mandi, đã lãnh đạo hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Israel. Chỉ vài giờ trước khi thiệt mạng, viên chỉ huy trên cũng đã chỉ đạo một cuộc tấn công vào căn cứ chỉ huy quân đội ở miền bắc Israel. Liên quan tới tình hình ở giải Gaza, chuẩn đô đốc Hagari cho biết, quân đội Israel đã phát hiện ra cơ sở sản xuất vũ khí và tên lửa lớn nhất của Hamas ở khu vực Al-Burezi. Trong hoạt động tác chiến nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dưới lòng đất của xưởng sản xuất vũ khí này, một quả đạn xe tăng đã bắn trúng cột điện gần đó, gây ra vụ nổ khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương. Ngày 9 tháng 1, các lực lượng của Mỹ và Liên minh trong chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng đã đối phó với cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay mà lực lượng Houthi nhằm vào các tàu buôn trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công đã diễn ra ở ít nhất hai địa điểm, Tây Nam Mocha và Hodeidah ở Yemen. Theo các quan chức Mỹ, có khoảng 50 tàu buôn đang ở trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Các thủy thủ đoàn cho biết Houthi tấn công bằng rocket và máy bay không người lái có vũ trang. Vào tối 9 tháng 1, chưa có tàu nào báo cáo bị thiệt hại do các cuộc tấn công. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, 4 tàu chiến của Liên minh Hải quân trên Biển Đỏ đã được triển khai tới khu vực, không có tàu chiến Iran nào tham gia. Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ nhận định đây là cuộc tấn công lớn nhất vào hoạt động vận tải thương mại. Đây cũng là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Houthi kể từ khi 13 quốc gia trong đó có Mỹ đưa ra tuyên bố chung và cam kết buộc nhóm này phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ. Trong chuyến thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí lớn kéo dài 2 ngày 8 đến 9 tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng cao độ trước việc các nhà máy đã thực hiện thành công kế hoạch triển khai vũ khí, trang bị loại mới cho các đơn vị chiến đấu tuyến đầu và các đơn vị tên lửa lớn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các nhà máy đạt được tiến bộ nhảy vọt hơn nữa trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực quân sự để tự vệ và khả năng răn đe hạt nhân là ưu tiên hàng đầu. Theo KCNA, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên không đơn phương phát động chiến tranh, song cũng không có ý định né tránh chiến tranh nếu nước này bị đe dọa chủ quyền và an ninh.
Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển trở lại sau nhiều thăng trầm. Phát biểu trực tuyến tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đều công nhận giữa hai quốc gia tồn tại cả những lợi ích chung và những khác biệt lớn, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại cởi mở là cực kỳ quan trọng để tăng cường quan hệ song phương. Tại diễn đàn, các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận các chủ đề về lịch sử quan hệ Mỹ-Trung, an ninh chính trị và quân sự, thương mại, công nghệ và khí hậu. Mỹ sẽ lùi kế hoạch đưa phi hành gia trở lại mặt trăng từ năm 2025 sang năm 2026. Tuyên bố được người đứng đầu Tổ chức Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA Bill Nelson đưa ra ngày 9 tháng 1, trong bối cảnh cơ quan này đang đối mặt nhiều thách thức về kỹ thuật và trì hoãn. Ông Nelson khẳng định, an toàn là mục tiêu hàng đầu của NASA và việc lùi thời gian này sẽ cho phép sứ mệnh Artemis có thêm thời gian để giải quyết các thách thức. Vài giờ sau khi cất cánh, tàu Peregrine bị mất nhiên liệu đẩy trầm trọng do sự bất thường xảy ra trong hệ thống đẩy. Công ty chuyên về robot hoạt động ngoài vũ trụ Astrobotic là cha đẻ của tàu đổ bộ mặt trăng Peregrine cho biết động cơ đẩy của phi thuyền này có thể chỉ hoạt động trong một vài giờ nữa. Hiện tại, Astrobotic đang thu thập dữ liệu từ tàu Peregrine để chuẩn bị tốt hơn cho những lần đổ bộ mặt trăng tiếp theo. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA khẳng định họ đang hợp tác với Astrobotic để xác định nguyên nhân khiến động cơ đẩy không hoạt động như mong muốn. Tàu Peregrine được phóng vào lúc 2 giờ 18 phút sáng ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương tại bang Florida, Mỹ. Tàu dự kiến hạ cánh lên mặt trăng vào ngày 23 tháng 2 với nhiệm vụ thu thập dữ liệu về bề mặt của hành tinh này. Trước khi xảy ra sự cố, tàu Peregrine được nhiều người kỳ vọng là phi cơ tư nhân đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng. Một thành tích mà rất nhiều công ty khác đã thử chinh phục nhưng chưa ai thành công, trong đó có cả tỷ phú Elon Musk. Peregrine chở theo các thiết bị có thể đo mức độ phóng xạ, lượng nước và băng trên dưới bề mặt, từ trường và ngoại quyển. Trên tàu còn có 5 tàu thám hiểm cỡ nhỏ, mỗi chiếc nặng chưa đến 60 gram, có chiều ngang 12 cm. Cảnh sát Ba Lan hôm 9 tháng 1 đã ập vào phủ tổng thống của nước này để bắt giữ hai quan chức cấp cao đang lẩn trốn sau khi họ bị kết án tù vì lạm dụng quyền lực. Hai chính trị gia cấp cao của Đảng Luật pháp và Công lý đối lập bị bắt là cựu Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kamiński và cựu Thứ trưởng Nội vụ Maciej Wasik. Vụ bắt giữ diễn ra khi cả hai quan chức này đang có mặt tại phủ tổng thống Ba Lan theo lời mời của Tổng thống Andrzej Duda tới tham dự buổi lễ bổ nhiệm các cố vấn mới của Tổng thống. Các vụ bắt giữ đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh giữa Tổng thống Duda và tân Thủ tướng Donald Tusk, người đang tìm cách loại bỏ những người trung thành với chính quyền trước đó khỏi các tổ chức quan trọng như các phương tiện truyền thông, tòa án và các tập đoàn nhà nước. Giám đốc điều hành CEO của Boeing, ông Dave Calhoun ngày 9 tháng 1 đã nhận trách nhiệm về sự cố chiếc máy bay 737 Max 9 của hãng này bị buông một phần thân khi đang bay. Hãng sẽ phối hợp với các nhà quản lý để lỗi này không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa. CEO của Boeing cũng nêu rõ các phát hiện liên quan sự cố đang được xử lý theo hướng vấn đề về kiểm soát chất lượng, đồng thời khẳng định Boeing sẽ tiếp cận vấn đề này một cách hoàn toàn minh bạch 100% trong mỗi bước đi. Các tay súng đội mũ trùm đầu mang súng trường và lựu đạn đã xông vào trường quay của một đài truyền hình ở thành phố cảng Guayaquil của Ecuador, uy hiếp một số nhà báo và nhân viên có mặt tại hiện trường. Khi đó, chương trình của đài TC đang phát sóng trực tiếp thêm ít nhất 15 phút rồi tín hiệu bị cắt. Nửa giờ sau khi băng nhóm xông vào trường quay, cảnh sát ập vào tòa nhà. Cảnh sát Guayaquil sau đó xác nhận đã bắt giữ 13 nghi phạm. Cảnh sát Ecuador cho biết trên mạng xã hội X rằng họ đã giải thoát được các con tin. Thành phố cảng Guayaquil là địa phương bị bạo lực ma túy tàn phá. Ngay sau khi các tay súng xông vào đài truyền hình, Tổng thống Daniel Noboa ban hành một sắc lệnh coi 20 băng đảng buôn bán ma túy hoạt động ở nước này là nhóm khủng bố và ủy quyền cho quân đội Ecuador vô hiệu hóa theo luật pháp. Ông cũng tuyên bố nước này đã bước vào một cuộc xung đột vũ trang nội bộ. Các băng đảng xã hội đen cũng tuyên chiến với chính quyền, đánh dấu sự leo thang trong cuộc khủng hoảng an ninh đã bùng nổ sau vụ vượt ngục của một trong những ông trùm tội phạm quyền lực nhất Ecuador. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, bão tuyết và gió giật mạnh có thể xảy ra ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ trong tuần này do ảnh hưởng của hai cơn bão mùa đông. Trong ngày 9 tháng 1, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy trên khắp nước Mỹ, phần lớn ở các thành phố Chicago, Houston và Seattle.
Trong khi đó, hơn 337.000 gia đình được ghi nhận bị mất điện ở 11 bang. Dự báo một cơn bão mùa đông khác sẽ tiếp tục tràn qua nước Mỹ vào ngày 12 tháng 1, có khả năng mang theo tình trạng bão tuyết cho Chicago và một đợt mưa lớn dọc khu vực bờ đông.